Kính chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh Việt Nam, nâng hạng của Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm 2020 và các năm tiếp theo đã trở thành những mục tiêu được ưu tiên trong nghị quyết số 02 của Chính phủ. Câu chuyện làm thế nào để gỡ khó cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp có thể yên tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình vẫn đang là những chủ đề nóng trong các diễn đàn đối thoại của Chính phủ với doanh nghiệp trong những năm gần đây. Rõ ràng Việt Nam đang có những cải cách mạnh mẽ, nhưng cải cách có thực chất, có đem lại hiệu quả như doanh nghiệp kỳ vọng hay không? Những cải cách có thực sự hướng đến những gì mà doanh nghiệp cần hay không? Tiếp tục về đề tài cải thiện môi trường kinh doanh, chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này phần 2 sẽ tập trung đi từ câu chuyện doanh nghiệp thực sự cần gì? Kính mời quý vị cùng theo dõi. Doanh nghiệp cần những cắt giảm thủ tục hành chính đúng nghĩa là cắt giảm. Doanh nghiệp cần những cắt giảm thực chất về điều kiện kinh doanh. Doanh nghiệp cần được gỡ bỏ những rườm rà từ thủ tục, những mập mờ và chồng chéo trong quy định, vân vân. Đó có lẽ mới chỉ là số ít những rào cản mà doanh nghiệp đang gặp phải, và đó cũng chính là những vấn đề mong mỏi được thay đổi từ tiến trình cải cách. Bởi doanh nghiệp không cần những cuộc cải cách chỉ hô khẩu hiệu. Mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã được Chính phủ nêu rõ. Năm 2020, phấn đấu môi trường kinh doanh theo thứ hạng của Ngân hàng Thế giới lên 10 bậc. Năng lực cạnh tranh quốc gia theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tăng 5 bậc. Đổi mới sáng tạo theo xếp hạng của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới tăng 3 đến 4 bậc. Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc tăng 10 đến 15 bậc. Nhưng có đi sâu vào tìm hiểu thì chúng tôi mới biết rằng có lẽ những con số, những mục tiêu như thế này chỉ thực sự có ý nghĩa với cộng đồng doanh nghiệp khi mà những khó khăn của họ được giải quyết, những rào cản được gỡ bỏ, những chi phí thời gian, cơ hội hay chi phí tuân thủ pháp luật được giảm bớt. Bởi thực tế hoạt động của doanh nghiệp đã chỉ ra cho họ rằng những cải cách chỉ mang tính hình thức và phong trào sẽ không đem lại hiệu quả thực sự cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều mà doanh nghiệp cần là những chỉ dẫn đầy đủ và dễ hiểu để họ không phải tự bơi trong đống thủ tục rườm rà và khó hiểu, để họ không cảm thấy quá chán nản khi mới chỉ vừa bước chân vào thị trường kinh doanh. Ví dụ như là khi mà tôi đi hỏi một số các cái thủ tục để nhập khẩu, ví dụ như về vấn đề là xin phép, cấp giấy phép nhập khẩu chẳng hạn, thì cũng hầu như là không có cái đơn vị nào hỗ trợ các cái doanh nghiệp mới để mà làm các cái thủ tục là xem là các cái sản phẩm này cần những giấy tờ gì. Và chúng tôi là mò mẫm từng bước một và tự mình tìm cách để nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam. Nguyên cái câu chuyện là mình xem là cái sản phẩm này có cần xin phép nhập khẩu không thì tôi cũng đã mất vài tháng để tìm hiểu và cuối cùng được biết rằng là cái sản phẩm mà mình nhập đấy không cần phải xin phép. Điều mà doanh nghiệp cần là những cắt giảm thủ tục rườm rà và không có ý nghĩa, để họ không còn mất quá nhiều thời gian và công sức để làm những việc vô nghĩa. Hiện tại thì khi mà đưa công ra cảng thì cũng rất là thuận lợi. Tuy nhiên chúng tôi còn có một số giấy tờ mà chúng tôi cảm thấy là nó không cần thiết. Ví dụ như là cái giấy tờ mà xác định trọng lượng của container, thì tôi nghĩ là ở ngoài cảng có đầy đủ trang thiết bị để xác định trọng lượng thực tế của cái công hàng của chúng tôi là bao nhiêu rồi. Cho nên việc xác định chúng tôi phải ký lên những cái tờ giấy xác định trọng lượng của công đó là nó vô nghĩa. Ví dụ như trọng lượng chúng tôi mà quá công thì bên ngoài cảng có quyền chặn lại, không cho công đi. Như vậy thì cái tờ giấy mà xác định trọng lượng công chúng tôi, hiện tại bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng không hiểu là nó có tác dụng gì giúp cho bên ngành ngoài cảng để xác định được cái công hàng của chúng tôi. Thì chúng tôi cũng mong muốn là phía ngoài cảng để xem xét lại vấn đề này để giúp cho doanh nghiệp chúng tôi thuận lợi hơn trong việc xuất hàng. Điều mà doanh nghiệp cần là những cải tiến mang đúng nghĩa cải tiến. Nó không phải là quá trình cải lùi và chỉ gây thêm khó dễ cho doanh nghiệp. Thì những cái giấy tờ này theo quy định là chỉ có giám đốc công ty ký thôi. Như vậy thì mỗi một ngày chúng tôi xuất từ 15 đến 20 công đi. Như vậy mỗi một công chúng tôi phải ký 2 tờ giấy.
và ký ở 4 vị trí. Và tôi cũng không có được phép đi đâu hết, ngày nào cũng phải ở trực ở trong công ty ít nhất nửa ngày. Môi trường kinh doanh hiện nay, cái khoảng này đang là khoảng trống. Lợi ích của ngành là rất là đậm nét. Về địa phương, các ông chủ tịch, các ông phó chủ tịch nói là thế này, cứ mà lên bộ là rất sợ, là bởi vì không biết khi nào cho xong, không biết gặp ai cho đúng. Cho nên họ nói là trên dưới, trên nóng, dưới nóng nhưng mà giữa chưa nóng. Và điều mà doanh nghiệp cần chính là việc những mong mỏi của họ từ những cải cách phải được lắng nghe và giải quyết thấu đáo. Nhưng để làm được điều này không phải là dễ nếu như không có một cơ chế làm việc đủ nghiêm và những chế tài xử lý đủ mạnh. Mặc dù là điều kiện kinh doanh nằm trong các cái nghị định của chính phủ, nhưng mà thực chất là xây dựng điều kiện kinh doanh và thực thi các cái điều kiện kinh doanh đấy là bởi vì điều kiện kinh doanh gắn với cái phần cấp phép là trách nhiệm riêng của từng bộ. Nên là tôi nghĩ rằng là nếu bộ ngành nào không đảm bảo được cái phần về yêu cầu về cắt giảm thì đấy là cái trách nhiệm trực tiếp sẽ thuộc về bộ trưởng phụ trách cái ngành đấy. Và tôi cho rằng trong các cái kỳ chất vấn tới của Quốc hội thì cần phải nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân của Bộ trưởng trong việc để là tại sao là bộ ngành mình không hoàn thành được mục tiêu của chính phủ, mặc dù là chính phủ đã có các cái nhóm kiểm tra đôn đốc và làm việc rất là tích cực nhưng bộ ngành vẫn không hoàn thành được chỉ tiêu. Thì đấy trước hết nó sẽ là một cái yếu tố để đánh giá về năng lực công tác của Bộ trưởng và năng lực của ngành trong việc đấy. Bởi điều mà các doanh nghiệp thực sự cần sự thay đổi trong quá trình hoạt động của mình cũng chính là điều có thể giúp môi trường kinh doanh được cải thiện và nâng cao hơn để có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Thứ nhất là Việt Nam cần xem xét tập trung để cải thiện chỉ số nào có thứ hạng thấp nhất, có thể kể đến là chỉ số nộp thuế và chỉ số thương mại xuyên biên giới. Tôi kỳ vọng rằng Việt Nam có thể cải thiện tốt nhất hai chỉ số này, bởi vì nó rất quan trọng, bởi nó ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại của Việt Nam. Bởi nếu bạn là một nhà đầu tư tư nhân, bạn muốn đầu tư và tham gia hoạt động thương mại ở Việt Nam, thì điều chắc chắn mà bạn mong muốn là có thể tận dụng được những thuận lợi mà hai chỉ số này có thể mang lại, đó là thương mại và thuế. Và điều thứ hai, tôi nghĩ cũng đang là rào cản và cần chính phủ tập trung hơn rất nhiều bởi nó có ảnh hưởng đến tất cả các chỉ số khác của bảng đánh giá môi trường kinh doanh. Thứ nhất là các doanh nghiệp có xu hướng phàn nàn về sự phức tạp của hệ thống bởi doanh nghiệp vẫn còn kêu khó rất nhiều với các quy định của pháp luật. Vẫn còn rất nhiều quy định chồng chéo giữa các bộ. Nó khiến các doanh nghiệp mất thời gian và không biết phải làm gì. Có những thủ tục mà doanh nghiệp mất thời gian hỏi đi, hỏi lại với chỉ cùng một bộ hồ sơ. Do vậy, việc cần làm đầu tiên đó là tổ chức là hệ thống. Việc thứ hai vô cùng quan trọng là tôi đã từng đề cập, đó là phải nâng cao hơn nữa việc số hóa. Số hóa là một trong những thành tố giúp cải cách và Việt Nam thì cần phải tiến nhanh hơn nữa trong việc này. Đó là sự hiệu quả của thể chế, hay nói cách khác là sự hiệu quả của chính phủ cũng cần nâng lên để từ đó có thể tạo dựng được một môi trường pháp lý cho Việt Nam được thuận lợi hơn. Bởi tôi nghĩ rằng bản thân chính phủ Việt Nam cũng đang nhận ra rằng có nhiều quy định pháp luật của Việt Nam đang làm cho môi trường kinh doanh Việt Nam yếu đi. Có những quy định không cần thiết, có những quy định lại chồng chéo giữa các bộ ngành. Do vậy, cần thiết phải đơn giản hóa những quy định kiểu như vậy. Nó sẽ giúp môi trường kinh doanh ở Việt Nam thực sự thuận lợi cho các nhà đầu tư. Việt Nam thời gian qua đã làm khá tốt rồi, nhưng tôi cho rằng còn có thể tốt hơn nữa. Một số những cái vấn đề được kỳ vọng là cũng sẽ mang lại những cái cải thiện đáng kể đối với lại môi trường kinh doanh. Những cái vấn đề như là cải thiện về thủ tục đăng ký kinh doanh, những vấn đề, một số vấn đề về quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên thì theo cái kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp cũng như là những cái người nghiên cứu như chúng tôi thì chúng tôi kỳ vọng rằng là cái sự sửa đổi này nó sẽ không chỉ ở trong cái phạm vi hẹp như vậy mà nó sẽ cần phải đề cập đến những cái nội dung cải cách ở mức độ rộng hơn và nó chỉ không chỉ sửa những cái vấn đề nhỏ lẻ ở trong những cái luật doanh nghiệp và luật đầu tư mà nó cần phải giới thiệu những cải cách mới sâu rộng hơn và để tạo ra một cái động lực lớn hơn để cải thiện môi trường kinh doanh và môi trường đầu tư ở Việt Nam. Bởi vì là trước đó thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 20, đó là không thanh kiểm tra các doanh nghiệp quá một lần trong vòng một năm. Nhưng mà thực tế ở các thành phố trực thuộc trung ương ấy, ví dụ như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì những cái địa phương này làm rất tốt. Họ đã có nhiều biện pháp
đó là tăng cường cái việc là hậu kiểm chứ không tiền kiểm. Nên do vậy mà rất nhiều các cái doanh nghiệp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã được các cái sở ban ngành đồng hành đi cúng các vấn đề để giải quyết những khó khăn cho các doanh nghiệp. Nhưng ở còn các cái địa phương khác thì chúng ta vẫn chưa thực hiện nghiêm túc cái chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ. Nên do vậy mà cái chỉ thị lần này thì Chính phủ hết sức là quyết liệt và nâng cái cấp độ của các cái chỉ thị trước lên. Có nghĩa là tính quyết liệt nó sẽ cao hơn và sẽ kiểm tra, rà soát, đánh giá hết sức cụ thể để tránh cái việc là chúng ta kiểm tra chéo và kiểm tra trùng lặp nhiều nội dung trong một thời gian. Do vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái môi trường kinh doanh cũng như là không làm cho doanh nghiệp chúng ta có thể là đầu tư thêm hoạt động sản xuất kinh doanh. Và khi nếu mà chúng ta mà cứ tăng cường cái khâu kiểm tra quyết liệt như vậy hoặc có nhiều đoàn thanh tra kiểm tra như vậy nữa thì chắc chắn rằng là các hộ kinh doanh cá thể của chúng ta sẽ không trở thành công ty cổ phần và trách nhiệm hữu hạn. Bởi vì họ thấy là khi trở thành công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn như vậy thì các hộ kinh doanh họ nghĩ là tôi phải thành lập làm gì, bởi vì sẽ bị thanh kiểm tra rất là nhiều. Nên do vậy mà chúng ta sẽ không thể nào đạt được kỳ vọng và mục tiêu là 2020 là chúng ta có 1 triệu công ty mà có hoạt động cách chất lượng. Và chỉ khi nào hiểu được những gì doanh nghiệp cần và thay đổi được theo đó thì cơ chế đối thoại giữa chính phủ và doanh nghiệp mới thực sự đem lại hiệu quả và giúp ích cho doanh nghiệp. Phải giữ được mối liên hệ gắn kết giữa chính phủ và doanh nghiệp, trong đó phải duy trì được các cuộc đối thoại cũng như những chương trình làm việc trực tiếp. Sau đó thì tìm ra vấn đề, tìm ra những vướng mắc, tìm ra những mối quan tâm, rồi cố gắng xây dựng những chính sách hoặc cách giải quyết dựa trên những mối quan tâm đó, thì mới có thể hoàn thiện được cải cách. Đó là nhận định của ông Raymond Mullen, cố vấn kinh tế chương trình Oxford Reform tại Việt Nam trong cuộc trò chuyện với phóng viên kênh truyền hình VTV. Kính mời quý vị cùng theo dõi. I'm Linh, thanks for joining us today. Thưa ông, một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Việt Nam trong những năm gần đây chính là việc hỗ trợ và tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khá nhiều rào cản và khó khăn cho khu vực kinh tế tư nhân khi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt Nam, như các thủ tục hành chính thì rườm rà và phức tạp, hay là việc thiếu các sân chơi công bằng và lành mạnh giữa các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Vậy ông có đánh giá như thế nào về sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong những năm gần đây? Đúng như bạn nói, trong một vài năm trở lại đây, thực sự đã có những sự khác biệt, đặc biệt là kể từ năm 2016, khi mà chúng ta chứng kiến sự tăng trưởng đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân lên đến 50-60% mỗi năm, trong khi chúng ta thấy khối nhà nước thì tăng 2,5% và khối đầu tư nước ngoài là khoảng 7%. Và đây là kết quả thực sự khác biệt trong vòng 2 thập kỷ qua, khi mà khối đầu tư nước ngoài luôn đóng vai trò chủ lực trong tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tất nhiên là không phủ nhận những việc mà khối đầu tư nước ngoài làm được như mang đến công nghệ mới, đào tạo kỹ năng cho nguồn nhân lực, vân vân. Tuy nhiên, điều này thì dù sao vẫn hơi có gì đó mạo hiểm và không bền vững. Do đó, khi nhìn thấy sự tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân trong nước, thì tôi cho rằng đó là một tín hiệu rất tốt. Nhưng cũng đúng như bạn nói, vẫn còn rất nhiều khó khăn và rào cản trước mắt, trong đó bao gồm cả những việc như khu vực kinh tế tư nhân phải đấu tranh với các doanh nghiệp nhà nước và đấu tranh cả với những nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, thì theo tôi nghĩ, những rào cản này đang bị phá bỏ dần. Điều quan trọng nhất là làm thế nào chúng ta có được những quy định hay những tư vấn chính sách tốt dành cho khu vực kinh tế tư nhân trong nước. Tôi cho rằng việc cần phải có cơ chế chính sách phù hợp cho khu vực tư nhân có cơ hội hơn nữa là rất quan trọng. Điều mà chúng ta vẫn làm đó là có sự tham vấn của chính phủ, họ sẽ đối thoại cùng nhau để tìm ra hướng đi và chương trình hành động cụ thể để phát triển khu vực tư nhân. Tôi được biết là chính phủ hàng năm vẫn ban hành đều đặn các nghị quyết số 02 và nghị quyết 35 tập trung vào cải cách kinh tế. Và một điều mà tôi thấy rất tốt, đó là cả hai nghị quyết này đều có những định hướng và mục tiêu cải cách cụ thể. Và trong các nghị quyết này, khu vực kinh tế tư nhân cũng thấy rõ được nhiệm vụ của mình. Họ nên làm gì và nên hành động như thế nào để phát triển cũng như đóng góp cho tăng trưởng của đất nước. Bên cạnh đó thì các tổ chức như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI hay Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đều có những đánh giá và phản hồi lại cho chính phủ biết về tiến trình này, về sự tham gia của khu vực tư nhân với các chính sách của chính phủ, và đó là cách để tạo ra những áp lực tốt cho các chủ thể hành động. Tôi nghĩ là điều này rất quan trọng, bởi ví dụ như ở rất nhiều nước khác, hay thậm chí là ở Australia,
khi chúng tôi thực hiện cải cách thì cũng có rất nhiều rào cản xảy ra. Khi bạn tiến hai bước thì kiểu gì cũng sẽ có một bước bị lùi lại và bị cản trở. Do đó, điều quan trọng là phải giữ được mối quan hệ lắng nghe giữa chính phủ với các bên liên quan. Chính phủ và các doanh nghiệp luôn cần được tham vấn lẫn nhau để mang đến những chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Tôi cho rằng đó là quá trình quan trọng trong cải cách. Và như người ta vẫn nói, giám sát chính là việc làm quan trọng trong cải cách. Thưa ông, trong những năm trước thì chính phủ Việt Nam đã ban hành hai nghị quyết là nghị quyết số 02 và nghị quyết số 139 về cải thiện môi trường kinh doanh và chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo tôi nhận thấy, trong năm qua, tiến trình cải cách này của Việt Nam đang bị chậm lại và chậm hơn so với kỳ vọng. Vậy ông có đánh giá như thế nào về tiến trình cải cách này ở Việt Nam trong 1-2 năm trở lại đây? Thực ra thì tôi thấy rằng bạn hay chính chúng tôi cũng luôn đều mong chờ những kết quả cải cách đầy tham vọng. Nhưng cần phải hiểu là đó là một tiến trình rất khó và cần phải xem xét, đánh giá một cách kỹ lưỡng. Chúng ta đều cố gắng thả để tất cả các con diều đều bay cao và xa. Nhưng có phải con diều nào cũng bay cao được như chúng ta mong muốn đâu. Do đó tôi nghĩ là chúng ta có thể gặt hái được những thành công. Nhưng đó thực sự không phải là điều dễ thực hiện, cho dù đó là nước đang phát triển như Việt Nam hay nước phát triển như Australia. Bạn biết không, như Australia đã có những cuộc tranh cãi trong hơn 10 năm qua về những gì đã đạt được trong cải cách. Và để có được câu trả lời thì không phải đơn giản. Nhưng với những kinh nghiệm từ Australia thì tôi thấy rằng điều quan trọng là phải giữ được mối liên hệ gắn kết giữa chính phủ và doanh nghiệp, trong đó phải duy trì được những cuộc đối thoại cũng như những chương trình làm việc trực tiếp. Sau đó thì tìm ra vấn đề, tìm ra những vướng mắc, tìm ra những mối quan tâm, rồi sau đó cố gắng xây dựng những chính sách hoặc cách giải quyết dựa trên chính những mối quan tâm đó. Bên cạnh đó, cũng cần nghĩ về những tác động của chính sách lên thực tiễn, lên xã hội hay lên những nhóm đối tượng cụ thể, trong đó có doanh nghiệp, có người lao động. Rồi sau đó hoạch định được một vài lựa chọn chính sách để xem tác động của nó như thế nào, những lợi ích thu được là gì, những tác động xấu có thể xảy ra là gì, vân vân, không chỉ đối với chính phủ mà còn đối với doanh nghiệp nữa. Đó là cách bạn xây dựng những quy định mang tính thấu hiểu, và đó cũng là cách bạn có thể có được những kết quả tốt trong tiến trình cải cách. Bởi vì một trong những nguyên tắc cơ bản là bạn sẽ là người thua cuộc, và mọi tiến trình cải cách sẽ không đạt được nếu như bạn cố gắng áp đặt những quy định một cách cứng nhắc và xa rời thực tế. Bởi vậy, mỗi tiến trình cải cách muốn thực hiện thành công thì sự ủng hộ của những thành phần tham gia là điều cực kỳ quan trọng. Một lần nữa, rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Đến đây, chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên, chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát mới vào khung giờ 21:15 thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình y tế tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.